chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 4 tháng 9 trên kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, rãnh áp thấp có trục qua các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục bị khối khí mát nén và dịch chuyển dần xuống phía Nam. Vì vậy, ở Bắc Bộ và hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa. Ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm nay vẫn xảy ra mưa vừa, có nơi là mưa to. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, mưa vẫn duy trì ở nhiều nơi, tuy nhiên lượng mưa sẽ giảm dần. Nền nhiệt đêm nay ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục giảm, phổ biến là từ 21 đến 24 độ, riêng miền núi cao có nơi dưới 20 độ, trời se lạnh. Ngày mai nhiệt độ cao nhất cũng chỉ dao động từ 26 đến 28 độ. Trong đợt mưa dông này, bà con các tỉnh vùng núi cần phải đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là tố lốc, gió giật mạnh, đồng thời nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất cũng đang ở mức cao. Thưa bà con, những đợt khí mát đầu mùa đã bắt đầu tác động đến nước ta, khiến thời tiết có sự xáo trộn. Thời điểm chuyển mùa thường có những cơn mưa lớn vào buổi chiều hay là ban đêm. Chính vì vậy, khi thả tôm giống, bà con cần chú ý nên thả giống vào buổi sáng sớm để tránh tôm gặp mưa sẽ bị sốc môi trường và nhiệt độ. Nếu sau khi xuống giống lại gặp mưa, bà con nên dùng vôi bột rải đều trên khắp bờ ao để khắc phục tình trạng pH giảm đột ngột, ảnh hưởng đến sức khỏe của nuôi tôm. Vào đến các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ, do không chịu tác động của yếu tố gây mưa ở phía Bắc, toàn miền phổ biến là ít mưa, ban ngày nó có nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất ngày mai phổ biến ở mức từ 31 đến 34 độ. Thời tiết ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ ít có sự thay đổi, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 32 đến 35 độ. Gió Tây Nam có cường độ yếu nên thời tiết ở Tây Nguyên và cả khu vực Nam Bộ trong ngày mai vẫn duy trì là ít mưa, ban ngày trời có nắng. Nền nhiệt cao nhất phổ biến là từ 29 đến 32 độ ở khu vực Tây Nguyên, còn ở Nam Bộ cao hơn, dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Tuy nhiên, trong khoảng 1-2 ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa sẽ tăng dần. Lượng mưa được dự báo không nhiều, nhưng những cơn mưa này tiềm ẩn nhiều nguy cơ kèm theo dông mạnh, tố lốc có thể làm đổ cây cối. Bà con cần chủ động phòng chống. Thưa bà con, nhiệt độ và mưa là hai yếu tố chính ảnh hưởng đến sự phát sinh và phát triển của bệnh rỉ sắt trên cây cà phê. Bệnh phát sinh từ đầu mùa mưa, tức là khoảng tháng 4 và tháng 5, sau đó phát triển trong suốt mùa mưa, mạnh nhất là từ tháng 7, tháng 8 và đạt đỉnh cao là vào tháng 9, tháng 10. Đây là bệnh hại chủ yếu và nghiêm trọng trên cà phê, đặc biệt là cà phê chè. Bệnh gây hại chủ yếu trên lá, đôi khi ở thân và quả. Bệnh rỉ sắt do nấm ký sinh trên cà phê gây ra. Đầu tiên, ở mặt dưới của lá sẽ xuất hiện những chấm nhỏ màu vàng nhạt như là những giọt dầu. Sau đó, các chấm này lớn dần và từ giữa xuất hiện bột màu vàng cam, đó là bào tử của nấm rỉ sắt. Bào tử chuyển dần sang màu trắng từ trung tâm ra phía bên ngoài và cuối cùng vết bệnh sẽ có màu nâu như là vết cháy. Các vết cháy có thể liên kết với nhau thành vết cháy lớn dẫn đến cháy toàn bộ lá và rụng. Khi bệnh nặng, cây rụng hết lá thì sẽ chết. Chính vì vậy, bà con cần phải chủ động thăm vườn. Khi phát hiện bệnh thì cần phải phun thuốc trị bệnh để hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất. Tiếp theo, xin mời bà con theo dõi dự báo các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai. Tại phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa, có nơi là mưa vừa, mưa to và dông. Ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ và độ ẩm trung bình từ 80 đến 95%. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, đêm nay có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ngày có mưa, có nơi là mưa vừa và dông. Khu vực vùng núi cần phải đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ và độ ẩm trung bình là từ 80 đến 95%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 33 độ và độ ẩm trung bình là từ 80 đến 95%. Tại các tỉnh ven biển, từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực Bình Thuận. Tại đây thì ngày không mưa và có nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ và độ ẩm trung bình từ 78 đến 83%. Tại Tây Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi, ban ngày trời có nắng, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ và độ ẩm trung bình là từ 80 đến 85%.
Các tỉnh Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ và độ ẩm trung bình là từ 80 đến 85%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.